Hey, minasan, konnichiwa. Hôm nay chúng ta đến với cái chủ đề rất là kinh điển và thú vị. Đó là đừng mắc sai lầm này khi nhớ từ vựng tiếng Nhật nữa. Hay nói một cách khác là các bạn chỉ cần áp dụng được cái phương pháp này mình nói ngày hôm nay, cái phương pháp đúng ấy, thì cái việc học tiếng Nhật của các bạn nó sẽ trở nên rất là thú vị. Nó rất là nhẹ nhàng và nó khoa học. Và cái phương pháp này mình nghĩ là có vẻ, có thể là một số bạn đấy đã biết rồi. Nhưng sẽ nhiều bạn vẫn chưa áp dụng được. Sẽ nhiều bạn vẫn chưa áp dụng đúng được, hoặc có những bạn thử áp dụng rồi nhưng áp dụng sai và cảm thấy nó không hiệu quả và các bạn từ bỏ, mình thấy nó rất là phí. Cho nên hãy xem cái video này, xem đến cuối nhá, để ở cuối nó có cái chú ý và mình nghĩ là các bạn sẽ áp dụng được thôi. Cái đầu tiên này, có nhiều bạn đang học từ vựng theo cách là tốn rất nhiều thời gian khi học lần đầu, cố gắng nhìn list từ vựng, nhìn cái từ vựng đấy, nhìn đi nhìn lại nó, cố gắng ăn tươi nước sống nó, đúng không, như kiểu là chúng ta ước có một cái bánh mì trí nhớ của Doraemon, đúng không, và cố gắng nhớ nó trong luôn lần đầu. Một thời gian sau, đúng không, khi mà chúng ta học đọc hiểu, chúng ta học nghe hiểu, chúng ta đến cái bài vận dụng nói, chúng ta không nhớ ra. Lúc đấy vấn đề nó nằm ở đây này, các bạn cảm thấy buồn, thất vọng, chán tiếng Nhật, mất tự tin về mình, mình không có năng khiếu học tiếng Nhật, trí nhớ mình kém, mình có tuổi rồi mình không học tiếng Nhật, không học được tiếng Nhật như những em cấp 3 hay là mới tốt nghiệp lớp 12. Không phải, mình nghĩ là không phải như thế. Bản thân mình đã như vậy. Cho nên mình biết ạ, mình đã từng dạy hàng trăm, thậm chí là nghìn bạn học viên đã và đang nhé. Và các bạn, rất nhiều bạn đang gặp cái tình trạng đó. Thì hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cái phương pháp học mình đã áp dụng. Thì trước hết, mình muốn cho các bạn xem một cái list từ vựng này. Đầu tiên, các bạn nhìn cái list từ vựng này 10 giây liên tục. Và các bạn cố gắng nhớ nó, nhìn nó liên tục 10 giây và cố gắng nhớ nó. Lần thứ hai vẫn là nó, nhưng các bạn nhìn nó 5 lần, mỗi lần 2 giây. Và cả 2 lần nó sẽ đều là 10 giây. Nào, xin mời. Thế nào rồi nhỉ? Mình nghĩ là có nhiều bạn trong số những bạn đang xem video này cảm thấy rằng hình như nhìn 5 lần, mỗi lần 2 giây có vẻ dễ nhớ hơn, đúng không? Có vẻ dễ nhớ hơn. Các bạn đã cảm thấy thế đúng không ạ? Mình nghĩ là như thế. Thực ra đây là cái phương pháp mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay. Đây là phương pháp nó có rất là nhiều tên. Mình cứ gọi tạm một cái tên nó nhà quê là gì ạ? Nhìn nhiều lần, nhớ nhiều lần, học nhiều lần. Đó, đây là cái phương pháp thực tế được chứng minh trong khoa học, trong nghiên cứu của nhà khoa học nổi tiếng tên là Ebbinghaus. Cũng là cái phương pháp mình áp dụng. Và hai lần đi thi N1 gần nhất thì đều có từ vựng là full điểm. Đây, các bạn có thể xem chứng cứ đây. Đó, và rất là nhiều học sinh của mình áp dụng. Ý của cách học này ấy, đó là chúng ta đừng có cố gắng tốn quá nhiều thời gian vào duy nhất một lần học. Cách học đúng nó phải là ngược lại. Đó là thời gian mỗi lần học của chúng ta chỉ cần ngắn thôi cũng được, để tránh chúng ta cảm thấy chán học và đỡ tốn thời gian của chúng ta hơn. Nhưng cái số lần nhìn cái chữ Hán đấy hoặc cái từ vựng đấy nó phải là nhiều, nó lặp lại nhiều. Và tốt nhất thường chúng ta nên học vào khi chúng ta đã bắt đầu quên cái từ đấy, bắt đầu manh nha quên rồi thì sẽ học lại. Và cái lần học lại đấy càng nhiều càng tốt. Để cho các bạn dễ hình dung hơn ý, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bảng trong cái bài nghiên cứu của cái bác Ebbinghaus này. Tiếng Nhật là gọi là Ebbinghaus Kyoksen, Boka Kyoksen. Nó hơi khó một tí. Đấy, nhìn cái bảng này cho nó trực quan, cho nó dễ hiểu, đúng không ạ? Bình thường những cái thứ chúng ta học, chúng ta nhớ ấy, thông thường thì hơn một tháng nó sẽ quên mất gần hết. Quên mất gần hết luôn, đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta chuẩn bị quên, chúng ta lại xem lại, thì cứ những cái lúc đấy, đúng không ạ, các bạn có thể nó cứ nhích lên không? Nó cứ nhích lên tẹo. Và cuối cùng ấy, khi mà nó được 3-4 lần này rồi ấy, thì nó sẽ nhớ được trên 80%. Và cái độ quên đi nó, các bạn nhìn thấy cái độ quên đi nó cực kỳ là ít. Và nếu mà chúng ta có áp dụng nữa, tức là ví dụ trong từ vựng tiếng Nhật, đúng không, chúng ta áp dụng nó vào trong những cái bài đọc, trong những bài đọc chúng ta gặp lại nó, trong những bài nghe chúng ta gặp lại nó, hay khi ôn thi những cái bài ngữ pháp, bài từ vựng chúng ta gặp lại nó, thì gần như chúng ta sẽ nhớ được nó đến gần như là 100%. Mình khẳng định như thế. Tuy nhiên có nhiều bạn áp dụng sai cái này. Đây, lần đầu tiên học cũng chỉ có nhìn có mỗi 1-2 giây vài giây, xong lần 2 cũng 1-2 giây, như thế không được. Cái ví dụ vừa nãy của mình 5 lần 2 giây là cái ví dụ để cho các bạn dễ tưởng tượng thôi. Còn khi mà chúng ta học thật ấy, chúng ta cần cái chú ý này.
đó là gì ạ? Ở lần học từ vựng đầu tiên, chúng ta không tiếc thời gian làm gì. Ở lần học từ vựng đầu tiên, chúng ta tốn thời gian cũng được. Thế nói đến đây nhiều bạn bảo, ơ, rõ ràng ông bảo là không tốn quá nhiều thời gian vào một từ vựng, bây giờ lại bảo là tốn nhiều thời gian cũng được. Không phải, các bạn hiểu sai. Lần đầu này, chúng ta không cố gắng nhìn đi nhìn lại cái từ vựng đấy để nhớ, mà tốn nhiều thời gian làm gì ạ? Tốn nhiều thời gian để xem nó có những ý nghĩa khác không, xem nó đi trong cái câu nào, để chúng ta hiểu được là à, đây là cách sử dụng của từ này. Hoặc là chúng ta có thể đặt câu với từ đấy để làm cho từ vựng đấy nó trở nên thân thuộc với chúng ta hơn, để cho nó dễ nhớ hơn. Đó, và các cái cách nhớ từ vựng khác mình sẽ có thể, nếu có thời gian mình sẽ chia sẻ thêm ở trong những video khác. Trong video này nó quá dài, mình không thể nói được hết, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta tập trung duy nhất một cái điều này thôi. Cái lỗi sai các bạn hay gặp nhất, những cái câu chuyện khác chúng ta để trên video khác. Chúng ta dành thời gian để chúng ta xem nó có nhiều từ vựng, nó có nhiều ý nghĩa gì, cách sử dụng của nó như thế nào. Vì sao ạ? Để chúng ta tránh học vẹt. Vì như thế chúng ta mới áp dụng một thực tế, đúng không ạ? Hiểu thật sâu nó thì chúng ta mới áp dụng một thực tế. Và đương nhiên, hiểu được như thế chúng ta mới làm được cái bài chọn cách dùng đúng trong kỳ thi GPT, đúng không? Nhưng từ lần thứ 2 trở đi, ví dụ lần đầu chúng ta mất khoảng 1 phút, 2 phút, hay 3 phút, hay 5 phút trong một từ, thì lần thứ 2 giảm đi dưới một nửa, thậm chí nhìn khoảng 5 đến 10 giây thôi. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 trở đi, mỗi một từ, mỗi một lần nhìn lại, mỗi một từ chúng ta nhìn vài giây thôi, 3-4 giây thôi, 4-5 giây thôi. Đó là được, là cái phương pháp mà đúng theo cái biểu đồ của bác Ebbinghaus này. Đó, bản thân mình đã áp dụng nhá, bản thân mình đã áp dụng những cái phương pháp mà mình chỉ có đi đọc ở đâu đấy thôi, hay là ai đấy đọc đâu đấy xong nói lại cho các bạn ấy, các bạn thử xem mà họ không áp dụng ấy, là những lý thuyết suông. Đây là cái lý thuyết mình đã áp dụng rồi, có hiệu quả rồi nhá, học sinh của mình cũng đã áp dụng rồi, thì mình mới giới thiệu cho các bạn. Iですね. Hay. Ngoài ra nếu các bạn vẫn muốn mình chia sẻ thêm những cái mẹo, những cái cách học về từ vựng ngữ pháp, hay là cách học về đọc nghe, thì hãy comment xuống dưới nhá. Hay, ではキョウはお疲れ様でした。皆さん勉強頑張ってくださいね。バイバイ。